Xin chào các bạn, nếu như các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy chưa đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án Airdrop mà có thể chia phôi giải thưởng là 60.000 đô token NFT và chỉ có 200 người may mắn sẽ nhận được token nha mọi người nhé. Với 200 token NFT này thì tương đương 0,068 ETH mọi người nhé. Khá là ngon mà số lượng người nhận được token thì khá là ít. Nếu như anh em là may mắn nhận được thì cũng nhận được là khoảng 320 đô mọi người nhé. Còn top 10 điểm cao nhất ấy, thì mọi người sẽ nhận được là 20 token NFT tương đương cả là 640 đô mọi người nhé. Khá là ngon đúng không ạ? Nếu như anh em nào may mắn thì quá tuyệt vời luôn. Thì để tham gia dự án này rót này thì mọi người cần vào link dưới phần mô tả cho mình. Sau đấy mình sẽ làm các nhiệm vụ trên này cho mình nhé, trên biểu mẫu glam.io này cho mình. Đầu tiên vào đây mọi người sẽ nhập tên của mọi người này, rồi sau đấy nhập địa chỉ email của mọi người. Ok, sau đấy tích vào đây cho mình, tích vào đây. Sau đây bấm con tin. Ok này. Ok, sau khi mọi người đã đăng nhập rồi thì bây giờ mọi người sẽ làm các nhiệm vụ cho mình nhé. Ở đây mọi người follow kênh Twitter đầu tiên. Bấm theo dõi kênh Twitter này. Ở đây bấm theo dõi này. Rồi sau đó quay trở lại. Bấm vào con tin. Tiếp theo retweet là bài đăng này. Bấm vào retweet. Đưa tweet lại cho mình. Sau đấy thả tim. Ok, quay trở lại. Bấm vào con tim. Ok, tiếp theo join vào kênh Discord cho mình. Bấm chấp nhận lời mời. Ok, sau đấy mọi người sẽ tích vào dưới này cho mình nhé, để thực hiện KYC cho mình. Bấm trong phải này. Sau kéo xuống dưới tích vào ô vuông này. Bấm hoàn thành. Ok. Rồi. Ok. Bây giờ quay trở lại. Bấm vào con tin cho mình. À, nhập username tài khoản kênh Discord của mọi người nhé. Thì quay trở lại kênh Discord của mọi người này. Sau đây kéo xong phải màn hình. Bấm vào avatar chỗ này. Mọi người sẽ thấy cái username của mọi người đấy nhé. Mà copy sau đấy gửi vào Airdrop. Sau đó bấm continue. Ok. Địa chỉ ví ở đây mọi người sẽ dùng địa chỉ ví ETH ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask của mọi người nhé. Vào đây copy địa chỉ ví cho mình. Sau đấy mọi người sẽ gửi địa chỉ ví vào Airdrop. Bấm vào đây để gửi chi phí. Ok, bấm continue. Rồi. Tiếp theo làm các nhiệm vụ tiếp theo là ở đây mọi người follow kênh Instagram cho mình. Bấm theo dõi cho mình. Rồi sau đây bấm trở lại. Bấm vào avatar chỗ này cho mình nhé. Sau đấy mọi người sẽ nhìn thấy username này mọi người nhớ cho mình. Sau đó quay trở lại Airdrop. Ở đây mọi người xin nhận. À, đây không cần mọi người nhé. Nó hỏi là mọi người do vào kênh Instagram chưa, mọi người sẽ bấm yes cho mình. Sau đó bấm continue. Rồi, visit Facebook, mọi người sẽ mở lên. Bấm theo dõi kênh Facebook cho mình. Sau đấy là nhập tôi đã theo dõi rồi, bấm continue. Rồi. Tiếp theo là visit kênh YouTube này. Ở đây mọi người có thể bấm đăng ký kênh YouTube cũng được nhé. Bấm theo dõi kênh YouTube. Rồi sau đó quay trở lại. Ở đây mọi người sẽ bấm xuống. Sau đấy bấm Z cho mình. Bấm continue. Ok. Tiếp theo follow kênh Twitter. Đã follow. Ở cái nhiệm vụ này, mọi nhiệm vụ này là nó bảo là create video TikTok. Gắn test này tức là nó bảo là mọi người tạo một cái video đăng lên TikTok hay là YouTube. Chia sẻ cái video nào lên kênh này. Trên Medium, trên YouTube này, trên Twitter hoặc Facebook này, hoặc kênh Reddit hoặc kênh LinkedIn. Trong cái link chia sẻ thì mọi người cần có cái hashtag này, gắn hashtag này vào, sau đấy gửi cái link chia sẻ này vào đây cho mình nhé. Cái nhiệm vụ này thì anh em có thể làm hoặc có thể bỏ qua cho mình nhé. Rồi, và cuối cùng ở đây mọi người sẽ có một cái link red, mọi người chia sẻ bạn bè người thân để kiếm thêm entry tham gia dự án Airdrop này cho mình nhé. Đây, bấm sao chép này.
Rồi. Đấy. Ok, như vậy là mình hướng dẫn mọi người dự án ăn chia 60.000 đô. Token NFT đến từ Airdrop Scholastiver mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo.